Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu MD của Đờ Long, mang mã model là DMD1600AL. Con này máy được thiết kế mặt phay nhôm vàng chanh, máy rất đẹp. Thật sự con này đẹp, em phải khẳng định con này đẹp tới 97 và 98%. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem nhìn rõ này. Thật sự rất hiếm khi về được con Đờ Long mà máy nó lại đẹp như thế này. Đẹp từ góc cạnh. Mà cái giá cả của cái đầu MD đợt này thì nó lại rẻ đi rồi. Đấy, máy rất đẹp. Và với cái mức giá là con này em bán ra mới có 8 triệu 2. Máy gồm có khiển Khiển xịn, khiển RC270, khiển đúng đời đi theo đầu. Thì con này nó có hai đường quang vào này, quang 1, quang 2 và một đường coaxial xuất âm đường quang, và một đường analog out, đường AV out, một đường AV in đây. Đấy, cái thông số của nó đây, thông số kỹ thuật đây. Điện 100V 19W 50-60Hz, máy mic in Japan. Máy rất đẹp. Đấy. Cái này bác nào mà có con âm ni PMA 2000 nó cùng form con này nhìn rất đẹp luôn. Và con này nó chạy hai con IC PCM 61 61P nhé các bác nhé. Về cái phần giải mã thì các bác chỉ cần ấn nút Exit Monitor thôi. Em sẽ thử cho các bác. Còn đây là cái volume chỉnh to nhỏ này. Đấy. Đấy. Em sẽ mở lại từ đầu cho các bác xem này.